Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo vặt và Thủ thuật. Nếu như nói về các cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh trên điện thoại di động thì chúng ta không thể bỏ qua cái ứng dụng PicsArt này. Đây có thể nói là một cái ứng dụng tuyệt vời nhất để chúng ta ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh ngay trên chiếc điện thoại của chúng ta. Nó tích hợp rất nhiều những cái tính năng để chúng ta chỉnh sửa. Ví dụ như là ta có thể thay đổi bộ trang phục trên bức ảnh, thay đổi kiểu tóc, màu tóc và các cái bộ uh, uh, nhan sắc diện mạo trên bức ảnh của chúng ta rất là hay thì hôm nay có một cái phiên bản mới và nó có thêm một số cái tính năng hay nữa trên cái ứng dụng này video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết để chúng ta có thể khai thác được triệt để những cái tính năng trên cái ứng dụng pick này rồi thì các bạn hãy tải cái ứng dụng này về và bây giờ mình sẽ vào chia sẻ cho các bạn luôn chúng ta nhấn vào ứng dụng pick và đây chính là giao diện của ứng dụng Pixar. Thì à, để chỉnh sửa ảnh, ghép ảnh trên điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng này nhé. Ta nhấn vào dấu cộng. Đó. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ ra, chỉ ra những cái tính năng hay nhất trên cái ứng dụng này. Thì các bạn có thể nhấn vào mục xem tất cả này là nó sẽ hiện hết tất cả những cái bức ảnh trên điện thoại của chúng ta. Kể cả là ta còn có thể chỉnh được cả video nữa nhé. Video chúng ta cũng có thể chỉnh được. Đó rồi ví dụ ta sẽ nhấn vào mục à, à, gần đây này, ta nhấn vào xem tất cả này. đó thì ví dụ như ta muốn chỉnh sửa bức ảnh nào thì chúng ta nhấn vào bức ảnh đó. có rất nhiều những cái tính năng để chúng ta có thể chỉnh sửa. ví dụ như bây giờ mình sẽ nhấn vào bức ảnh này, ta chỉnh sửa nhé. thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều những thanh công cụ ở bên dưới này. đó thì ví dụ như bây giờ ta chỉnh sửa cái khuôn mặt nhé ta sẽ nhìn thấy cái phần tinh chỉnh đây, ta nhấn vào, nhấn vào đây, đó gương mặt này, ta có thể nhấn vào phần gương mặt để ta chỉnh sửa cái cái diện mạo khuôn mặt của chúng ta, ta nhấn vào, đó. thì đây là cái hình ở phần trán này, ta có thể kéo ra bo, ta thích khuôn mặt nó rộng, lớn hơn, ta ta kéo cái thanh này, đấy. và đây là cái phần cầm này phần cầm đây là phần kéo dài cầm này. Ta có thể chỉnh sửa được rất nhiều kể cả mặt mũi miệng này, nó lông mày này. Ta cứ nhấn vào đây và ta điều chỉnh căn làm sao nhìn cho nó đẹp nhá. Đây là một cái tính năng. À, tiếp theo ở đây nó còn có những cái tính năng nữa. Ta có thể ghép chân dung này. Ta nhấn vào phần chân dung này. Nó ngay lập tức nó sẽ tự động bằng cái công cụ ai. Nó ta có thể gạt cái thanh này đó là nó sẽ nét. Ảnh nó sắc nét hơn này. Đó. Rồi, ta nhấn dấu tích về, khi chúng ta chỉnh sửa xong bất kỳ một cái tính năng nào ta đều nhấn dấu tích V để chọn nó. Tiếp theo, mịn da, ta có thể làm mịn cái làn da của chúng ta. Mọng mọng mắt này, ví dụ như cái khuôn mặt của chúng ta như này. Đây, có cái mọng mắt này. Ta có thể nhấn vào đây, mọng mắt đây, ta nhấn vào. là nó sẽ giảm cái bọng mắt đi. Đó, nhìn đã khác hẳn này. Hoặc là ta có thể nhấn vào ta xóa. Đây ta xóa xong rồi ta chọn nó cũng được. Còn không thì ta cứ nhấn tự động như vậy. Khi chúng ta làm xong, một cái tính năng gì ta cứ nhấn dấu tích V. Rồi, ví dụ như là mờ có những cái điểm nào nốt ruồi chúng ta cần làm mờ ta nhấn hoặc là trang điểm này. Khuyết điểm màu da rất là nhiều. À, nếp nhăn Ví dụ như khuôn mặt của chúng ta Có nhiều nếp nhăn Ta muốn xóa đi Thì ta nhấn vào đây Đây nếp nhăn này. Đó, Có những, những nếp nhăn ở khóe miệng này Đó Nó đã giảm đi rất là nhiều này Và nếu như chúng ta muốn Nó giảm hơn nữa Ta đẩy cái thanh này à, à, Chúng ta đẩy lên Đó Những cái nếp nhăn đã được xóa đi Tích về Tiếp theo Là cái màu tóc Nếu như chúng ta thích cái màu tóc gì chúng ta nhấn vào đây thì trên đây nó có rất nhiều những cái màu tóc ví dụ như ta không thích cái mái tóc của chúng ta là mái tóc bạc ta muốn cho nó đen chẳng hạn ta nhấn vào đây màu đen màu đen và đây ta có thể điều chỉnh nhé đây này ta có thể điều chỉnh cái cái màu sắc ở đây Rồi, có rất nhiều màu sắc này ta thích màu gì ta có thể điều chỉnh ở đây ta chọn và ta có thể điều chỉnh cho cái cường độ nó phù hợp rồi, rất là nhiều rồi nhấn dấu tích về chi tiết màu tóc này màu mắt này đó kể cả là màu mắt chi tiết này ta nhấn vào chi tiết chi tiết thì nó sẽ là mà nét những cái cái cái, cái chi tiết ở trên khuôn mặt của chúng ta đi rồi tiếp theo cái màu mắt màu mắt ở đây nó sẽ có những cái màu để chúng ta lựa chọn này. Đó, ta thích cái màu gì ta chọn vào nó. Và ta có thể điều chỉnh ở đây nữa. À. Và khi chọn xong ta cũng nhấn dấu tích V. À, răng, ví dụ như răng chúng ta. À, vàng úa chẳng hạn ta nhấn vào đây. Đó, nó đã trắng này. Đây là gốc này. Đó, thích trắng nữa này. Răng trắng chưa? đó ra điều chỉnh ở đây cái ứng dụng này nó rất là thông minh nó nhận diện ra từng cái bộ phận một từng cái chi tiết một mắt đỏ này độ mịn này ta cũng có thể làm mịn làn da của chúng ta này đó rồi xong này ta sẽ vậy lại vào một cái tính năng khác à, cái ứng dụng này nó chỉnh sửa được rất là nhiều luôn ví dụ như à, cái khuôn mặt của chúng ta à, như thế nào ta muốn chỉnh đều được và ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một bức ảnh không có tóc mà mình ghép tóc vào cũng được luôn nhé đây bây giờ mình sẽ chọn một, một bức ảnh của mình đi đây, ví dụ bây giờ mình chọn bức ảnh này đây là bức ảnh của mình à, tóc trên đầu này rất là ít nhá bây giờ mình sẽ thêm tóc vào thì chúng ta chỉ việc nhấn vào đây công cụ ta nhấn vào công cụ và tiếp theo ta nhấn vào mục thay thế thay thế đây rồi tiếp theo ta lấy tay ta zoom lớn lên để cho dễ thao tác và ta đẩy cái kích cỡ này nhỏ một chút tiếp theo là ta sẽ lấy tay ta bôi vào với phần tóc này ta bôi vào đây ta bôi vào phần tóc này nhá ta bôi đỏ hết lên chúng ta muốn nó đẹp thì chúng ta bôi cho nó chuẩn một chút nhận diện ra rồi bây giờ ta nhấn vào thay thế nhé thay thế và ta sẽ chọn một trong uh, uh, những cái hình này hình nào cũng được ví dụ như ta chọn cái hình bông hoa này rồi chờ một lát nó sẽ tạo cho chúng ta một cái máy tóc xem nào, đó đã có một cái máy tóc. Bây giờ ta sẽ nhấn vào hiển thị hiển hiện thêm kết quả đây ta nhấn vào nha, là nó sẽ thêm một vài cái hình ảnh nữa. đó, ví dụ như cái bức ảnh máy tóc này rất là đẹp này, hoặc là đây cũng được này, đó hai cái bên dưới này nhìn khá đẹp. Bây giờ ta muốn tải cái này ta nhấn vào tải xuống hoặc là ta muốn xem thì ta nhấn vào à, trực tiếp vào bức ảnh. Bây giờ ta nhấn hiển thị thêm này xem còn cái nào nó đẹp hơn nữa. Đó, đó, một vài cái nó cũng gần gần giống nhau thôi. Rồi bây giờ ta muốn cái bức ảnh nào ta nhấn vào ví dụ bức ảnh này ta nhấn vào, nó rất là hay này, nhìn khá là đẹp. Ờ, nếu như phóng xa xa ra thì nhìn nó rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ ta nhấn vào dấu tích V. Nếu như ta muốn thay đổi cái màu tóc thì ta lại nhấn vào cái phần chỉnh sửa khuôn mặt này. Đây, tinh chỉnh đây ta nhấn vào. Khuôn mặt ta cũng có thể chỉnh sửa được luôn, bọng mắt này. Đó và mái tóc, màu tóc ta nhấn vào đây. Ta thích màu gì ta nhấn vào. Ví dụ như màu màu nào nó hợp thì chúng ta chọn Đó, và ta có thể điều chỉnh ở đây nhá Đó, ví dụ mình chọn cái màu nó hơi hung hung này đi rồi ta nhấn dấu tích về nó rất là hay ta nhấn thêm một lần nữa nó tích về. Rồi, ta đã có một cái bức ảnh và nó còn rất nhiều những cái tính năng nữa ta có thể viết chữ lên cái bức ảnh này luôn. Đây ví dụ như ta sẽ nhấn vào phần chữ này, ta nhấn vào. Ta viết chữ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ viết chúc mừng năm mới chẳng hạn. Chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới rồi ta nhấn dấu tích V thì ở đây nó sẽ có những cái kiểu chữ ta thích cái mẫu chữ nào ta chọn à, rất là nhiều cái mẫu chữ còn nếu như chúng ta thích cái mẫu chữ bên ngoài vào ta sẽ nhấn vào phần xem hết đây. xem hết thì có rất nhiều bạn rất nhiều bác thích cái mẫu chữ thư pháp thì ta sẽ nhấn vào phần phông chữ của tôi này ta nhấn vào đây tiếp theo ta nhấn vào thêm phông chữ thêm phông chữ thì cái file phông chữ thư pháp này rất nhiều video mình đã để lại ở phần bình luận các bác chỉ việc nhấn vào tải về là xong đây thư pháp ông đồ đã thêm nhá bây giờ ta nhấn vào là nó đã có một cái mẫu chữ thư pháp chúc mừng năm mới này đó và nếu như chúng ta muốn thêm ta lại nhấn vào mục xem hết này ta nhấn thêm phông chữ này thêm phông chữ thì ở đây mình có rất nhiều những cái mẫu chữ này ta có thể chọn luôn hết vào, rồi ta chọn hết vào cũng được. Tám mẫu chữ thư pháp này, Đó, rồi ta nhấn chọn, Đó, tất cả đã được thêm vào này. Rồi, ví dụ các cái mẫu chữ này. Và nếu như chúng ta muốn cái màu chữ, thì ta nhấn vào đây màu sắc này, rồi, nhấn màu sắc màu đỏ đường nét đường nét màu trắng chẳng hạn hoặc là màu vàng làm sao chữ nó nổi lên là được chúc mừng năm mới nó rất là hay chữ thư pháp luôn và nếu như ta thích thêm cái hình ảnh khác vào đây cũng được luôn nhé thì ta nhấn vào mục thêm ảnh này này thêm ảnh này Ờ, ví dụ như bây giờ ta sẽ ghép một cái hình ảnh bất kỳ vào đây, ờ, thì ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn luôn cái bức ảnh này đi, chọn bức ảnh này, ta nhấn vào, ta nhấn thêm, thêm vào đây, và tiếp theo ta có thể tách nền luôn, thì ta nhấn vào phần xóa nền này, ta nhấn vào phần gỡ nền, rồi đã được cái bức ảnh này, bây giờ ta có thể ghép lên, đó và ta căn chỉnh làm sao cho nó chuẩn một chút đó, thì chúng ta nếu như chúng ta muốn ghép hình ảnh của chúng ta với ai thì chúng ta phải căn chỉnh cho nó đẹp cho nó chuẩn nó ví dụ như này hoặc là ta có thể ghép những cái hình ảnh về những cái phong cảnh chẳng hạn đây ta nhấn vào thêm ảnh mình có một số cái cành mai cành đào đã tách nền sẵn như này chẳng hạn đây ta nhấn thêm ví dụ như này thì có rất nhiều những cách để chúng ta chỉnh sửa trên cái 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 ứng dụng này nhá nhiều video mình đã chia sẻ rồi kể cả là ghép khuôn mặt thay khuôn mặt khác vào đây cũng được luôn và còn rất nhiều những cái tính năng hay nữa để chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh ghép ảnh trên chiếc điện thoại của chúng ta thì à, quý vị và các bạn hãy tải ứng dụng về và từ từ khám phá thêm video chia sẻ của mình xin được dừng tại đây cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại